Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Richard xin góp ý với các bạn suy nghĩ của Richard sau khi trải nghiệm một chai nước hoa mới được cho ra mắt của nhà thờ Min có tên là Bold as Love. Thì hiện tại chai này đang ít có người review trên Frantica, cũng chỉ có khoảng một vài cái bình luận thôi. Và ở phần This Perfume Reminds Me Of, chưa có ai bình luận mùi hương này giống với chai nước hoa nào hết. Nhưng mà sau khi trải nghiệm kỹ thì Richard thấy cái mùi hương của chai Bold as Love của The Min rất là giống với lại một chai nước hoa mà Richard đã từng review rồi, đó chính là chai Rocha Apex. Lúc mới vừa ngửi mùi hương này thì Richard liền thấy nó có nét quen quen. Nhưng mà lúc đó Richard nghĩ không ra. Đứng suy nghĩ một hồi thì Richard mới nhớ ra là cái mùi này giống với lại Rocha Apex nè. Richard mới lên Frantica, Richard search thử coi có ai nghĩ giống Richard không. Thì Richard thấy không có ai nghĩ giống Richard hết á. Các bạn có thể đối chiếu cái thành phần hương liệu của hai chai nước hoa này thì nó sẽ có nhiều điểm tương đồng với nhau. Giống như là tông chủ đạo chính của chai Bold as Love này là cái mùi tông mùi hương dương sĩ Fuge hay là aromatic gì đó. Thì mùi hương của nó kiểu xanh mát, nó tươi, nó nam tính, rất là giống với là những chai nước hoa thập niên 80-90 mà dành cho nam á. Cũng tương tự giống như là Rocha Apex vậy đó. Thì các bạn có thể xem lại video review Rocha Apex của Richard. Mặc dù Richard nói The Min, Bold as Love và Rocha Apex có chung tông mùi hương Fuge giống nhau, nhưng mà hai chai nước hoa này nó hoàn toàn không giống nhau 100% các bạn. Có một số điểm khác biệt giữa hai chai này mà Richard muốn chia sẻ với các bạn. Điểm khác biệt thứ nhất đó là giá tiền. Thì Rocha Apex bản phiên bản EDP thì có giá là $365 cho 100ml, còn The Min Bold as Love thì $295 cho 100ml, chênh lệch khoảng $70 các bạn. Điểm khác biệt thứ nhì đó là Rocha Apex thì cái mùi của nó mạnh hơn là The Min Bold as Love. Thì lúc mới vừa xịt thì cả hai nó mạnh ngang nhau, nhưng mà càng về sau khoảng 3-4 tiếng trở đi thì Rocha Apex các bạn ngửi nó vẫn rõ nét, còn The Min Bold as Love thì phải đưa mũi gần ở vị trí xịt các bạn mới ngửi được. Đó là yếu tố tỏa hương và lưu hương mà Richard nghĩ các bạn cần phải biết. Và cái điểm khác biệt thứ ba đó là Richard thấy cái nó quan trọng hơn là hai cái điểm khác biệt kia các bạn. Đó chính là cái mức độ tinh xảo của cái mùi hương. Thì Rocha Apex do Roger Dove làm ra, còn The Min Bold as Love thì do Christopher John chỉ đạo về ý tưởng sáng tạo. Thì giữa hai người này, các bạn nghĩ Richard sẽ theo phe của ai? Đúng không? Đương nhiên là Christopher John rồi. Đó. Lý do rất đơn giản các bạn. Richard bỏ tiền ra để Richard mua nước hoa là Richard mua cái nước ở bên trong, chứ Richard không có mua cái vỏ ở bên ngoài. Đối với Richard thì nước hoa của nhà Rocha nó giả tạo làm sao các bạn. Nó sang thì nó sang thiệt, nhưng mà nó sang theo kiểu giả tạo chứ không phải là sang theo kiểu chân thật. Đó, người ta hay nói câu là lấy công bù khuyết. Thì đối với Richard thì nước hoa Rocha thì cái mùi hương nó bình thường, cho nên để thu hút khách hàng thì họ mới bù đắp bằng cái vỏ chai bên ngoài cho nó thật là lộng lẫy, nó thật là bắt mắt. Đó. Chứ nếu mà giả sử đặt trường hợp là cũng một cái mùi hương của Rocha đó mà đựng trong cái chai nước hoa giống như là Le Labo thì bảo đảm sẽ không có ai mua. Tại vì bản chất mùi hương của Rocha nó không có đáng với số tiền 400 mấy. Đó, mà nếu mà họ muốn bán với giá cao thì chỉ còn cách là đầu tư vào cái vỏ chai hay là cái nắp chai thôi. Cho nên đứa trẻ mới nghĩ là mua Rocha thì chủ yếu là tốn tiền mua cái vỏ chai với cái nắp chai nhiều hơn là mua cái nước hoa ở bên trong. Quay trở lại cái điểm khác biệt thứ ba thì để Richard giải thích cho các bạn hiểu vì sao nếu giữa hai chai The Min Bold as Love và Rocha Apex, Richard lại khen Bold as Love hơn. Thì cái mùi hương của Bold as Love nó thoáng hơn, còn Rocha Apex thì nó chật chội hơn. Các bạn thử hình dung một căn phòng khoảng chừng 40m² đi. Các bạn bỏ khoảng 50 hay là 60 người vô đó, coi như là bỏ nhiều người vô đó, thì có phải là cái không khí ở trong phòng đó nó trở nên ngột ngạt và nó chật chội hơn, đúng không? Rồi giả sử các bạn nhìn từ ở ngoài, nhìn vô cửa thì 50 người đó đâu phải các bạn thấy hết đâu, đúng không? Mà sẽ có một số người họ bị che đó, các bạn chỉ nhìn thấy những người đứng ở phía trước thôi. Đó là như vậy.
Rồi giả sử như cũng một căn phòng đó đi, cũng 40 mét vuông luôn, rồi các bạn giảm số người xuống còn khoảng 10 người, thì có phải cái không khí ở trong phòng nó sẽ thoáng hơn, và cái khi mà các bạn nhìn vào thì các bạn sẽ thấy rõ 10 người hơn, đúng không? Đó, thì mùi hương của Boys Love á, và Roja Apex thì nó cũng tương tự như vậy các bạn. Đó, mùi hương của Boys Love á, thì nó dễ đánh giá hơn là Roja Apex, tại vì nó ít nốt hương hơn. Còn mùi hương của Apex á, thì nó nhiều nốt hương hơn, cho nên cái mùi hương của nó hơi chật chội, nó nhiều quá đi, cho nên khó, rất là khó đánh giá so với lại Boys Love. Không biết đứa trẻ giải thích như vậy có các bạn có hiểu ý của đứa trẻ hay không. Đó, nhưng mà Apex á, nó vẫn hơn Boys Love ở một điểm, đó là tỏa hương và lưu hương của Apex á, thì nó tốt hơn là Boys Love. Đó, tuy nhiên cái mùi hương Boys Love thì ngửi nó thoải mái hơn các bạn. Đó, ok, tới phần chấm điểm của chai nước hoa này thì mức độ yêu và ghét á, thì Richard chấm là 3/5 điểm. Mùi hương của nó kiểu cổ điển dành cho nam giới, nó hơi cũ kỹ, cho nên Richard nghĩ cái những bạn nam nào mà họ thích theo phong cách cổ điển á, thì các bạn ấy sẽ thích. Nhưng mà riêng Richard thì thấy cái mùi hương này Richard không có cần phải sưu tập. Đó, Richard không ghét nó nhưng mà Richard cũng không có mê nó, cho nên Richard chấm 3/5 điểm thôi. Điểm đặc biệt của chai nước hoa này thì Richard có nói là cái mùi hương của nó kiểu cổ điển, chứ nó không có gì mới lạ đó, cho nên Richard chấm 3/5 điểm. Giá tiền thì 295 đô cho 100ml, cũng rẻ hơn Roja Apex, cho nên Richard chấm 4/5 điểm. Lưu hương thì Richard chấm 5/5 điểm. Tỏa hương thì nó cũng tạm ổn thôi, nhưng mà sau 3 đến 4 tiếng trở đi thì nó thành skin scent, cho nên Richard chấm 3/5 điểm. Thì tổng số điểm của chai này là 3.6/5 điểm. Kết luận của Richard về chai nước hoa này của nhà thờ Min á, thì Richard chấm là average, trung bình thôi. Richard nghĩ là nhiều bạn cũng giống như Richard thôi, lúc mà mới vừa nghe tin nhà thờ Min cho ra mắt chai nước hoa mới, nên cũng rất là háo hức, muốn biết thử xem coi nó có ngon hay không. Tại Boys Love thì nó chung bộ sưu tập với lại nhà thờ Min, đó là chai fanfare. Cho nên cũng nhiều bạn cũng muốn nó ngon giống như fanfare vậy đó. Nhưng mà hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Đó, mùi hương của nó thì nó không thực sự xuất sắc giống như mong đợi các bạn. Nếu như các bạn thích phong cách mùi hương dương sĩ, fougère, kiểu giống như là Roja Apex, thì Richard nghĩ các bạn sẽ thích Thamin Boys Love. Đó, nhưng mà hương dương sĩ, fougère thì nó không phải gu của Richard. Gu của Richard là những chai nước hoa có như tông mùi Cypress thì rất trẻ thích hơn. Thì đó là những gì Richard muốn chia sẻ với các bạn về chai Boys Love sau khi Richard trải nghiệm cái mùi hương này một vài ngày. Hy vọng video này có thể giúp ích cho các bạn hiểu thêm đôi chút về chai nước hoa này trước khi mà các bạn quyết định có nên mua hay là không. Nhưng mà cách tốt nhất thì các bạn cũng nên thử sample nha. Ok, cảm ơn các bạn, chào tạm biệt.